Hi, xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh YouTube Kinh nghiệm Vlog. Mình là Ngô Đức Hiền đây, các bạn ơi. Dù sao thì năm học đặc biệt nhất lịch sử 2019-2020 cũng đã khép lại, đa số các trường đều đã tổng kết. Và video lần này mình sẽ làm về một buổi tổng kết khá là trọng đại, khá là đặc biệt của trường Trung học Cơ sở Vinh Tân. Mời các bạn cùng xem buổi tổng kết này nhằm nhớ lại một năm học rất đặc biệt với thời gian, với lịch sử. Bây giờ mời các bạn cùng xem lại lễ tổng kết đặc biệt của trường Trung học Cơ sở Vinh Tân của mình nhé. Khai mạc lễ tổng kết là cả tiết mục văn nghệ rất là sôi động. Mình không thu thập được nhiều các tài liệu, các hình ảnh cho lắm. Mời các bạn cùng xem và thông cảm. Đầu tiên, đây là tiết mục văn nghệ do tốp ca văn nghệ khối 7 và khối 8 biểu diễn. Các bạn có thể xem tiết mục này thông qua những hình ảnh sau đây. Tiết mục văn nghệ thứ hai là tiết mục văn nghệ âm nhạc Lời Yêu Thương được trích lại sau đây do giáo viên dạy âm nhạc của trường Phạm Thị Ánh Ngọc biểu diễn. Tiết mục văn nghệ thứ ba là và bây giờ trên sân khấu ngay lúc này đây, một tiết mục rất sôi động, rất hợp với cái sở thích của các bạn, đó là một điệu nhảy hiện đại đến từ Tam Ca. Ba bạn vỗ tay chào đón tiết mục nhảy của chúng ta. Xin mời tổ nhảy. Tiết mục văn nghệ thứ tư là bài hát bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân do đoàn giáo viên của trường Trung học Cơ sở Vinh Tân biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2019-2020 của trường trung học cơ sở Trung Tân đã khép lại. Tiếp theo là lễ trao cờ trang nghiêm với hai bài hát nghi thức đội quen thuộc của ca Việt Nam và đội ca Một Lời. Bài hát của ca bài này là bài hát Vinh Hòa, không được ghi lúc lễ tổng kết diễn ra. Các bạn có thể xem lại lễ trao cờ bằng các hình ảnh chất lượng sau đây. Lễ trao cờ trang nghiêm đã kết thúc. Tiếp theo đó là lễ trao giải thưởng cho 14 tập thể và gần 200 học sinh được xướng tên đã đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Tiếp theo là đối lời phát biểu của nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường Ngô Lục Quân đã về hưu. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Điều kiện dạy học quân cao thấp nhưng
hôm nay thực sự là vui mừng vì đây là lần đầu tiên chúng ta được tổ kết tất cả trong điều kiện cơ sở vật chất khá là hoành tráng, và chúng ta sẽ còn được thu hưởng rồi thì mai sau được thu hưởng nhiều hơn nữa với điều kiện cơ sở vật chất. Về kết quả bài học năm học 2019-2020 cho chúng ta thấy trong điều kiện rất khó khăn với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường trong công tác quản lý, trong dạy học, trong phục vụ và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các em học sinh. Bên cạnh các em có gia đình luôn đồng hành, có nhiều học sinh cảm thấy được nhiều thành tích cao quý. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số học sinh chúng ta chưa thật vui vì chưa đạt, chưa làm vui lòng cha mẹ, chưa làm vui lòng thầy cô. Thầy mong rằng chúng ta cần phải suy nghĩ từ buổi tập ngày nay để mình cố gắng nhiều hơn. Thưa học sinh lãnh đạo trường, với tư cách cá nhân tôi xin cảm ơn tập thể đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân trong những năm gần đây đã thực sự hết lòng hết sức chăm lo điều kiện cơ sở vật chất những trường học bao gồm ba trường, trong đó đặc biệt chú trọng. Kính thưa các thầy cô giáo, nếu như mà mở loa là có thể dạy học ở đây với điều kiện khó khăn đã dần đi qua, trong điều kiện năm mới hy vọng là sẽ có nhiều thuận lợi. Các thầy khó khăn ta đã làm rất nhiều thành tích trong giáo dục sắp tới. Theo học sinh thân mến, hôm nay có 115 học sinh khối 9 tập trung ở đây lần cuối cùng để lời kém chia tay các thế hệ các em chuẩn bị cho một cuộc thi mới được vào trung học phổ thông. Thầy mong rằng các em hãy cố gắng nỗ lực trong thời gian còn lại để ôn tập tốt nhất và để thi có kết quả cao nhất, mang lại niềm vui cho gia đình và đặc biệt là những thầy cô trực tiếp giảng bài các em. Trong năm này học sinh đặc biệt lắm, năm nay là năm tháng thường chúng ta khai giảng vào một ngày mưa, sân trường đầy ắp nước, chúng ta không được tổ chức tập trung thôi. Nhưng mà chúng ta kết thúc năm học thật là với điều kiện là thời tiết thay đổi hẳn, hôm nay trời rất mát. Mong rằng trong những ngày nghỉ hè còn lại, các em cố gắng lên kế hoạch sinh hoạt hè và đặc biệt là tham gia các hoạt động có chỉ huy cho gia đình. Cụ thể là chúng ta phải có kế hoạch như là tham gia các khóa học bơi, có cần thiết không? Rất cần thiết. Cứ hàng năm đến dịp nắng lên là đài truyền hình báo chí đưa tin điện rồi học sinh đuối nước từ trẻ mầm non đến học sinh lớp 11, một năm có khoảng 2.000 người chết đuối. Vậy lý gì chúng ta lại không học bơi? Tất cả chúng ta đều phải học bơi. Thứ hai là tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể như là học, như là học các môn nghệ thuật để khám phá năng khiếu bản thân. Bên cạnh đó, kém cần để chuẩn bị cho năm học mới học tập được hơn. Tôi được biết năm học mới chúng ta sẽ khai giảng và học từ mùng 5 tháng 9 chứ không phải như mọi năm là chúng ta học được khai giảng chia tay cả thầy cô tôi học tình cảm của mình. Hôm nay chia tay học sinh, tôi chỉ mong các em từ mái trường trung học cơ sở Vinh Tân tiếp tục học tập lên cả học tập. Thì năm ở đây thầy đã được chứng kiến nhiều học sinh sau khi học phổ thông vào đại học, có người theo mình hành nghi, có người theo luật, có người vào thi quan, và có người theo luật sư vân vân. Có người hôm nay đã tham gia lao động ở thị trường rồi. Việc nào cũng tăng giảm có phù hợp với mình là được, mà điều quan trọng hơn nữa là mình yêu nghề, và đặc biệt là làm sao để vui lòng cha mẹ có ích cho xã hội. Cuối cùng tôi được xin chúc các học sinh lớp 9 và toàn thể các học sinh có kỳ nghỉ hè thật vui vẻ. Riêng lớp 9 là phải đạt được mục tiêu trong đăng ký tuyển sinh của mình. Chúc các thầy cô giáo cô quý vị đại biểu nghỉ hè rồi tăng sức khỏe để lấy chúng ta tiếp tục bước vào năm học mới với khí thế mới, và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong lĩnh vực giáo dục. Xin cảm ơn tất cả. Đề nghị bạn đưa chúng ta sẵn sàng vào tay.
Tiếp theo là đôi lời phát biểu và dặn dò của Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường mới Nguyễn Thị Lê Hằng. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vui mừng chào đón các em học sinh thân mến. Đặc biệt chỉ còn vài tiếng nữa thôi là các em khối 6, khối 7, khối 8 đã chia tay các anh chị và chị. Cô mong các em lắng lòng để nghe bài chia tay cô chia tay các anh chị và chị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến, hàng năm cứ mỗi độ nắng hè bắt đầu rực rỡ cũng là lúc không gian tràn ngập tiếng ve rộn rã sân vang, những chiếc giỏ xe được đầy hoa phượng, góc phố sân trường thắm đỏ răng. Lúc ấy mái trường ghế đá hàng cây để ấp kỷ niệm cô tư trong sáng, cô trò lại bình dị ngồi hồi chia tay. Nhưng cuộc chia tay năm nay đặc biệt hơn như chưa bao giờ có trong lịch sử. Thầy trò chúng ta đã cùng nhau cố gắng vượt qua trong mùa dịch Covid-19. Và trong những ngày hè nóng bức nhiệt, thầy cô vẫn miệt mài giảng dạy, học trò vẫn tiếp tục lĩnh hội tri thức để hoàn thành tốt năm học. Đặc biệt các em học sinh với cấp là thời gian nỗ lực hết mình để đạt được nguyện vọng. Mái trường, nơi các em đọc xa, đang được đổ thay hàng ngày. Hôm nay, trường trung học cơ sở Vinh Tân tổng kết năm học và chia tay học sinh lớp 9 niên khóa 2016-2020. Chúng ta bồi hồi xúc động bởi thời gian sẽ trôi đi không bao giờ trở lại. Từng giây, từng phút, từng giờ, tiếng tích tắc của thời gian mùa hạ về đem theo sắc đỏ màu hoa phượng. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Từ mái trường này, dù các em đi đâu, về đâu, lớn lên, trưởng thành, không quên được những ký ức của một thời học sinh, mãi mãi đi vào tâm trí các em với nghĩa cử cao đẹp của mương thương thanh thú về nghĩa tình thầy, tình bạn và mái trường. Các em học sinh với 9 thân mến, 4 năm học đã trôi qua, khi ngày 5 tháng 9 2016, tiếng trống khai trường đã vang lên. Khoảng thời gian không phải là dài, tuổi học trò ngây thơ ngày nào cũng tình cảm yêu thương của các thầy cô giáo. Thời gian trôi mau quá, chỉ còn lại những kỷ niệm thân thương ơi, là lời hát mong ước kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, một khoảng thời gian không quá dài với cuộc đời mỗi con người, nhưng đặc biệt ý nghĩa với các em. 4 năm gắn liền bao nỗ lực phấn đấu trong học tập, tu dưỡng để từng những cô cậu học trò bé nhỏ cầm hồn về nuôi nấng em ngày một trưởng thành sâu sắc hơn trong nhận thức, chín chắn hơn trong suy nghĩ, chững chạc hơn trong tác phong và khéo léo hơn trong ứng xử. Các em được các thầy cô giáo ngoài việc truyền thụ kiến thức văn hóa còn dạy cho các em cách sống làm người để vững tin bước vào cuộc sống. Trước mắt là đường đời trải dài mỗi lối, một đời ngày mai tương lai phía trước của bản thân các em, của đất nước phụ thuộc vào sự lựa chọn của các em. Các em hãy chọn con đường sáng để sống chân tình và hạnh phúc, sống đẹp cho cuộc đời. Các em bước vào đời không phải con đường nào cũng trải đầy hoa. Hãy nhớ bạn bè thời hoa niên trong sáng, nhớ thầy cô, nhớ mái trường, nhớ ông bà, nhớ trường. Những kiến thức đạt được của học hôm nay và chừng những kỷ niệm ấp ủ trong tim thành sức mạnh để vượt qua thử thách có khi rất khắc nghiệt cuộc sống. Không bất kể ai ngang đứng vững đứng rất chi là cảm sổ vững cá trước cuộc đời. Từ mái trường này các em tiếp tục nhiệm vụ học tập của mình hay bước vào nghề. Các thầy cô ở lại luôn dõi theo bước đi của các em, sự thành công của các em là hạnh phúc của các thầy cô giáo. Các em đã lưu dấu ấn của mình trên hành lang sân trường. Các em lưu lại trong trái tim thầy cô những ký ức đẹp. Ngày mai trước mắt các em là kỳ thi chuyển cấp đầy cam go thử thách. Giờ phút chia tay cũng ngăn dặn các em là phải bình tĩnh tự tin, cố gắng hết mình ôn luyện để thi đạt kết quả thật tốt. Cuối cùng xúc động, chúng ta phải nói lời tạm biệt các em đã 4 năm gắn bó với trường, để lại các kỷ niệm thăng trầm có vui cùng những học trò trung học cơ sở Kim Mã trường hôm nay này. Dù những năm tháng đã gây hiếu đồng của thầy học trò trung học cơ sở không trở lại, dù có xa trường rồi, em học dừng lại kỷ niệm tốt đẹp của mái trường, nơi đã nuôi bao giấc mơ chắp cánh cho tương lai được bay cao bay xa.
phẩm cơ sở Hữu Tâm. Chúc an học sinh lớp 9 rồi vào sức khỏe, thực hiện thành công ước mơ của mình. Chúc an các em cuộc sống giải tán một kỳ nghỉ hè mới và quyết tâm ôn tập thật tốt để năm học mới gặt hái được nhiều thành công. Chúc cho toàn thể chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin kính chúc quý vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành đạt các nhiệm vụ của mình. Chúc ban đại diện các học sinh lời chúc hạnh phúc luôn kề vai sát cánh để cùng trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Chúc các em học sinh hưởng một mùa hè vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ngày nhất. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo là đôi lời phát biểu của chị Lê Thị Phương Thảo, lớp trưởng lớp 9A, liên đội trưởng của nhà trường. Mời các bạn chú ý lắng nghe bài phát biểu sau. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh thân mến, thưa các bạn học sinh thân yêu, hôm nay em rất vinh dự được đến đây, dưới vòng xoay thân yêu này, tài chén cho quả biểu của trường trung học cơ sở Hương Tân, bày tỏ những cảm xúc của mình trong buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020 và khoảng cách tri ân đặc biệt thiêng liêng này. Kính thưa quý vị đại biểu, cây phượng già trong mùa hạ trên cao, nơi cục giảng dòng thầy sư tuổi thấp, các em giải năm nay hè tuổi thấp, chưa nghe nào tuổi phấn vỡ lo sao. Thầy cô tình yêu của chúng em, ngày nào chúng em còn vỡ hòa hạnh phúc khi vừa qua ở cánh cổng trường trung học cơ sở Vinh Tân, trong niềm tự hào của bố mẹ. Ngày ấy trời trong nắng mà lòng em dịu mà sắc xanh của những hàng cây mái mái trường mưa vừa, và rồi những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt là lẫn và cả những lo lắng băn khoăn thổi ban đầu đã dần tan biến những sự sẻ chia yêu thương của thầy cô. Quãng thời gian của em trôi qua nhanh như cơn gió thổi, mải mê trong những con chữ bất giác chúng em dạt mình trước sắc tím bạc lam thấp thoáng ngoài cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đến, nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương không lưu hẳn vân vương vị thế. Chưa xa mà đã nhớ, chân chưa biết và lòng đã rung rung. Biết bao nhiêu chúng em muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Thầy cô ơi, trường trung học cơ sở Vinh Tân trong chúng em là những ngày đầy hè nữa được thầy cô dạy bảo yêu thương. Những bài học đã không còn vô ý trên các giấy mà thấm đẫm câu chuyện cuộc sống, trở thành hành trang quý giá để chúng em vượt đủ theo đời. Mỗi thành tích mà chúng em đạt phải được đều hàm ý như dòng máu luôn vất vả, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Và khi chúng em đứng trên bục vừa nắm giải thưởng vinh quang, thầy cô mỉm cười hài lòng lùi từ phía sau và lại như bao lần khác tiếp tục miệt mài lên đường cho cuộc hành trình mới. Cũng đâu chỉ vậy, khi chúng em buồn, thầy cô hay thất bại, thầy cô luôn là chỗ vũ tùy nhiên và tin cậy. Thầy cô giúp chúng em, giúp chúng em nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần, giản dị và đời sống xưa ban ngày. Chúng em để sống 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 tốt, có văn hóa và đồng bào bản sắc trường. Nhưng thầy cô ơi, đã bị bao lời mà chúng em lại đơn chúng em chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa đủ đầu thành tên. Chúng em, những đứa trẻ đang tập đến, năm nay hai tìm kiếm và khẳng định mình đã không tránh khỏi những giây phút bất ổn, những phản ngôn thơ dài, những hành động sốc nổi khiến thầy cô phải thầm lặng suy nghĩ. Các phụ huynh chia tay này, chúng em một lần nữa được bày tỏ lời xin lỗi. Chúng em muốn cảm ơn thầy cô đã luôn bao dung yêu thương cho những vất vả đầu đời này và luôn hạnh phúc hãnh diện vì được là học trò của thầy cô trường trung học cơ sở Vinh Tân. Xin hãy gọi lại cho chúng em tiếp tục những kỳ thi học sinh giỏi khác thật mà đầy đam mê, là những giới phút đẹp thử trong niềm vui. Khi thành công là những giọt nước mắt tiếng nuối khi ước mơ còn dang dở. Rồi mai đây chúng em vẫn đi qua con đường này, vẫn được ngắm nhìn mái trường thân thương, vẫn được thấy hồ phượng vĩ đỏ rực dưới sân trường, chỉ đáng tiếc là không còn thuộc về nơi này nữa. Nhưng thầy cô ơi, dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có nhiều phôi phá, chúng em vẫn khắc ghi tình yêu, tâm lý của thầy cô và cả thế hệ học sinh của trường để bổ trợ chúng em được vững vào những ngày hôm nay. Các bạn bè, các bạn trường trung học cơ sở Vinh Tân thân mến, biết nói gì đây giây phút chia tay này. Em thấy không, tất cả đã xa rồi, tôi tính thử của thời gian rất hẹn. Bạn và tôi đã nhiều lần thủ thỉnh câu hỏi với nhau, nhưng biết
làm sao khi ta không thể tắt nhà đi, không thể buông gió này, để chế đường thời gian. Biết làm sao khi chúng ta, ai được quý giảm trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi thì là chúng. Chúng mình đã ở đây, mỗi sớm mai cùng nhau vai đầy gọi nắng, mỗi chiều về cùng nhau làm chuyện mưa qua, và đầy tay dắt nhau để trường cho những ngày vinh mùa lá tổ. Trường Vinh Thanh đã trở thành mối đưa duyên cho tất cả chúng mình, trở thành gia đình mình. Nối tròn vòng tay yêu thương, chúng ta sẽ mang theo hành trang của mình, ký ức. Ký ức nơi đây, lớp học thân quen, ghế đá hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa thủ trời non, mùa hoa phượng đỏ thắm trên cao dưới sân trường, và gương mặt của thầy cô bạn bè, chúng ta sẽ cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình. Bạn bè ơi, nếu có thể chúng ta dừng lại nữa, hãy cùng nhau ngồi lại chỗ này đây. Nhưng không được nữa rồi, chỉ một giờ nữa chúng ta đã trở thành cựu học sinh, là phải rời xa những ngày áo trắng tinh coi sẽ đến trường trung học cơ sở Vinh Tân. Ngay này có trở về thì những nhỏ nhỏi cũng có là hiện thực. Bởi nhớ trường nên trở về thôi, ngàn năm cũng chẳng được ngồi chỗ xưa. Nhưng dẫu có phải đi xa, trường trung học cơ sở Vinh Tân sẽ mãi là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi ta trở về, là lòng gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, và cũng là sự vô hình giữ khoảng thời gian trong trải nghiệm của người học sinh. Chúng em biết và tri ân điều ấy rất nhiều. Tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay, chúng em sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô đã trao gửi. Các em học sinh thân mến, anh chị đã chứng kiến bốn mùa hoa phượng đỏ thắm đã sắp phải rời xa mái giang đất thân yêu này. Giờ phút này anh chị hấp hạt cùng một thời gian trở về ngày tháng học trò của các em hiện tại. Các em ạ, đoàn tàu hỏa tốc của thời gian không thì ai mà dừng lại, sẽ bỏ quên những thành tích chẳng trừ nỗ lực và cố gắng. Các em ở ngoài buổi trường hãy tiếp tục giữ lửa cho trường, viết tiếp những trang vàng thành tích làm rạng danh mái trường của chúng ta. Mong các em hãy trân trọng những giây phút yêu thương bên thầy cô bạn bè, để những ngày sau các em không phải ngửi tiếng nhắc đến hai từ giáo viên. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trên đây là những dòng cảm xúc của chúng em chúng tôi đều chia sẻ, cũng như là cảm xúc của các bạn học sinh và bồi bối. Lời cuối cùng, em xin kính chúc toàn thể các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Vinh Tân một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc để vững tay trở lại như con đò qua sông, tìm kiếm những ước mơ cho các thế hệ mai sau. Chúc các em học sinh luôn thi đua cố gắng học tập, đạt nhiều thành tích, việc tiếp trang sử và của trường trung học cơ sở Vinh Tân. Cuối cùng, xin gửi lời tạm biệt tới thầy cô và các bạn học sinh, và hẹn ngày hồi nhiều. Bạn đừng ta trong nhà không xin mời các em mùa 6 sẽ đại diện cho các thế hệ đàn em tặng hoa chúc mừng các anh chị lớp 9. Toàn trường chúng ta hưởng ứng cho một tràng pháo tay. Tiếp theo là bài phát biểu căn dặn nhắc nhở nhanh của anh Ngô Đình Thái, Bí thư Đoàn phường Vinh Tân, thành phố Vinh, về vấn đề nghỉ hè, sinh hoạt hè của các anh chị em học sinh. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tất cả các em sinh dài được đến nay tạo sáng tương lớn của thành phố, để những nhóm về tại địa phương chúng em dưới sự hướng dẫn của các thầy cô nơi mình đi cùng. Năm 2020 là một năm học đặc biệt so với những năm khác vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh này đã gây ra ảnh hưởng đến toàn thể xã hội nói chung và nền giáo dục nói riêng.
nên năm nay là các anh chị cũng đi nghe buồn hơn so với cả năm khác. Thông báo được nghe rất là cao, nhiều thứ ba, không tham gia các trò chơi nguy hiểm như đá bóng ở lê đường, leo trèo cây cao, lại các đoàn khu vực ao hồ, sông suối khi không có người lớn, các khu vực có biển cảnh báo, biển cấm cần đề phòng. Thứ tư, trong quá trình vui chơi sinh hoạt hè, cây ôn tập online, kết quả sinh hoạt hè của các em được đánh giá quá thiếu sinh hoạt hè. Vì vậy, anh yêu cầu các em tham gia một tình sôi nổi để các em nào có kết quả tốt trong hai cái ngày sinh hoạt tại địa phương. Lưu ý, đối với những bạn lớp 9, lớp học lớp 8 tính toán, trường cơ quan chưa tham gia lao động vệ sinh môi trường số 8 chức sáng chủ nhật hôm nay thứ sáng ngày mai sáng ngày 7 và 6:30 tập trung tại ủy ban nhân phường để ủy ban phường lao động vệ sinh môi trường ngày chủ nhật sáng đầu tháng khi đi các em nhớ mang theo lao động vệ sinh ra chỗ và đi để đừng lạ là cái các em nhớ mặc áo sạch thanh niên công an Việt Nam. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em buổi lớp 9 thi đầu bao xương mình mong muốn và đạt kết quả cao. Chúc các em học sinh có một ngày vui tươi, thành mạnh, an toàn và mới. Xin trân trọng cảm ơn. Và để bế mạc lễ tổng kết long trọng này, sau đây là đôi lời căn dặn của cô Hùng Khải Linh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng mời của trường Trung học Cơ sở Bình Tân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhiều quá, em học sinh. Sau một buổi trước tình giảng năm học 2019-2020, Cơ sở Bình Tân, chúng ta và các nhé có hiệu trưởng được vào những thành tích cả trường trong năm học này, đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại cho những năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được nghe lời rằng chia tay của thầy giáo Hồng Quân trong trường. Đến giờ hôm nay có thể nói buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020 của trường Trung học Cơ sở Bình Tân đã thành công tốt đẹp. Lại một lần nữa, chúng tôi cùng nhau hôm nay chúng ta nhờ sự quan tâm của những người thầy giáo, các thầy giáo, những 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 thầy lễ tổng kết năm học đặc biệt 2019-2020 đã kết thúc. Các anh em học sinh bây giờ đang chuẩn bị về lớp học của mình để nghe những lời căn dặn nhận phần thưởng của các thầy cô. Trong lúc đó, các thầy cô đang chuẩn bị chụp những tấm hình chất lượng để kỷ niệm ngày tổng kết đặc biệt. Mời các bạn cùng xem. Tiếp theo, mình cùng tập thể lớp 7C cùng với các phụ huynh về lớp 7C nghe cô giáo chủ nhiệm căn dặn và trao phần thưởng.
Không lâu sau đó là tiệc liên hoan của lớp 7C, gồm những món ăn rất ngon miệng. Không lâu sau đó, các anh chị đã từng học tại trường trung học cơ sở Bình Tân đã quay trở về trường chụp những tấm hình lưu niệm với các thầy cô. Mời các bạn cùng xem. Và rồi, năm học 2019-2020, năm học đặc biệt nhất thời gian đã được kết thúc, đã được tổng kết, kỳ nghỉ hè cũng đã bắt đầu. Chúc các anh chị em, học sinh, các cô thầy, các phụ huynh đến khắp Việt Nam có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi, thật sôi động, thật bổ ích. Chúc các anh chị em, học sinh, thầy cô có những ngày dạy học thật tốt cho các năm học tiếp theo. Hãy lấy tổng kết của trường trung học cơ sở Bình Tân, hãy các bạn hãy chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem video này để nhớ lại một năm học đặc biệt nhất lịch sử 2019-2020. Và các bạn đừng quên like video này, đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận thông báo có video mới. Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video này. Chúc mọi người có kỳ nghỉ hè vui khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.